Hơn 35 năm rời xa quê hương Hà Tĩnh, gần cả cuộc đời gắn bó với dân ca Ví Dặm, Nghệ Tĩnh, với câu hát quê hương, với nghiệp văn thơ. Trong mỗi trang thơ, giọng hát của cố nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh vẫn luôn mang đậm cốt cách tâm hồn xứ Nghệ. Đặc biệt, với truyện Kiều, nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh luôn say mê tâm huyết với kiệt tác bất hủ này. Bà là người được xem có nhiều cơ duyên với truyện Kiều. Bà nghiên cứu về Nguyễn Du, bởi đó là một danh nhân văn hóa góp phần làm rạng danh núi Hồng sông Lam. Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh có những đóng góp rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nguyễn Du và truyện Kiều. Là với tư cách là người tham gia ban chấp hành Hội Kiều học Việt Nam từ khóa đầu tiên cho đến nay, chị đã có những hoạt động rất năng nổ trong các hoạt động của Hội Kiều học Việt Nam. Đặc biệt, chị đã góp phần cùng với Hội Kiều học Việt Nam tạo nên cái sự lan tỏa những cái giá trị của di sản truyện Kiều đối với đông đảo nhân dân trong nước cũng như là quốc tế. Không chỉ ngâm và hát toàn bộ 3.254 câu thơ Kiều, bà còn đầu tư kinh phí và thu vào 12 đĩa CD về ngâm Kiều, lẩy Kiều và hát Kiều để mong muốn được lưu truyền, lan tỏa trong công chúng. Hầu hết các làn điệu dân ca các vùng miền đã được bà gửi hồn vào tác phẩm truyện Kiều bất hủ, từ đó đã góp phần tạo cách tiếp cận mới, độc đáo về tác phẩm này của đại thi hào Nguyễn Du. Tôi cũng học hỏi được chị Hồng Oanh rất là nhiều trong một cái sự đam mê cháy bỏng về truyền kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Khi hội nghị khoa học hay là một cái trường học hay là một nhóm yêu thích truyền kiều muốn được nghe hát thơ Kiều hay là nói về bình về truyền kiều thì chị Hồng Oanh sẵn sàng cháy hết mình về để cái nghệ thuật, để làm sao để cái truyện Kiều được có một cái ảnh hưởng và cái sức lan tỏa mạnh mẽ. Nghệ nhân nhân dân Hồng Oanh là người đã đóng góp rất nhiều công sức trong việc truyền lửa, truyền tình yêu truyện Kiều, văn hóa dân gian đến với tầng lớp trẻ, học sinh, sinh viên. Ở Hà Tĩnh, nhiều trường học hay các câu lạc bộ lúc sinh thời, bà đều không ngần ngại đến nói chuyện về Nguyễn Du, về truyện Kiều, được nghe bà ngâm Kiều, hát Kiều. Những buổi giao lưu đó đã tác động rất lớn, khơi dậy lòng đam mê văn học nói chung và truyện Kiều nói riêng. Chị Hồng Oanh là một người nghệ nhân tài ba. Tất cả những cái dòng hát là hát sẩm, hát lệ, hát Kiều, Lý Kiều, Rú Kiều, tôi thấy truyện Kiều rất là phong phú và đa dạng. Cho nên chúng tôi phải học hỏi để là làm thế nào để bảo tồn và gìn giữ lại cái truyện Kiều đó, để cho nó là cái truyện Kiều nó lan tỏa. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hồng Oanh đã đi xa khi niềm đam mê vẫn rực cháy, bao ấp ủ dự định của bà còn dang dở. Đây là một mất mát lớn với Hội Kiều học, nhưng bóng hình người nghệ nhân tài hoa với những câu hát dân ca, giọng ngâm Kiều trong trẻo mượt mà thì còn mãi trong tâm trí của bao người. Người nghệ nhân nhân dân, một đời sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật ấy đã góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa phi vật thể của quê hương, thêm động lực cho các thế hệ hôm nay lại tiếp nối, thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê để câu dân ca, trang Kiều luôn vọng mãi với thời gian.